Chào các bạn. Chào má. Sao cất cái chìa khóa chưa? Rồi, cái chìa khóa đó đưa trả lại cho con két. Bữa giờ con mượn chìa khóa con két. Má ngủ được không má? 3 giờ rồi vậy. Rồi đi đón ba. Quang đang uống cà phê đi đón. Hôm nay cha Nhân tới rồi đó má. Cha Nhân tới, cha Nhân mới ngồi. Chết cha cái gì? Quên đem tiền theo cha. Trời ơi con hết hồn. Sao con đưa má mượn nè. Má mượn á. Dạ. Đâu có đem gì theo. Không dạ. Đất kìa. Vậy con bỏ vô trong bao thư cho má luôn nè. Con có cái bao thư cha nè. À. Có một bao thư để con bỏ tiền nè. Con ghi tên nè để con ghi thêm má vô. Má. Hôm nay có thêm chị Linh Nguyễn ở Anh cho cha Nhân là 100, chị Kim ở Oregon 400, chị Ngọc Lan ở Michigan 100, tất cả là 600. Tám ghi nè, xin cha cầu nguyện cho các ân nhân. Để em lắc nữa con lấy viết ở nhà thờ con ghi cho má nha. Là 3 hả, 300 hả? Ok. Sẵn đây Tám thông báo tiền của cha Toàn luôn. Cha Toàn là Tám đang giữ nè. Cha Toàn làm gì? Cha Toàn bữa ở gia nhân á. Cha Toàn ở nhà anh Sĩ mà bị mất tiền á. Má quên mất vali má. Rồi có tìm được không? Con chưa có hỏi cha nữa. Thôi nè, cha Toàn là có chị Ngọc Lan ở Michigan cho cha Toàn 100, chị Julie Thanh Nguyễn 200 là của cha Toàn 300 mà đang gửi check về chưa có nhận. Rồi cha Tịch thì hồi sáng nay mới post cái clip cha Tịch thai nhi, thì có chị Liên ở Texas gửi 100, có nhắn cho cha rồi. Cho cha Toàn 200 đi. Má cho cha Toàn 200 hả? Ừ. Dạ. Để con ủa ở đâu ta? Ủa? Qua rồi hả? Qua rồi. Trễ giờ mà kêu hoài ẩm bái. Để cha đợi. Má. Sao gọi hoài anh bắt máy vậy? Bởi đang nói chuyện với thằng Long Đen. Mai nhiên nó phải về. Má. Ơi. Gặp ông để gặp bạn Phúc đó, bà học mấy chục năm con đâu biết đâu. Nói thấy má khỏe ghê. Mừng. Không biết tại sao cái cổ của em nó cứ khô hoài. Thì nó cứ khát nước hoài. Uống miếng nước nấm này con này. Có nước lọc không á? Nè, uống thử miếng này coi nó có hết khô không? Sao hết được? Thì thử đi. Nước nấm á. Không nấm mấy đâu uống được. Sợ nóng lắm ơi. Nóng đâu nóng. Thấy nóng quá. Không có nóng đâu, không được. Uống sao cái nó phỏng cái cổ luôn á. Không có nóng mà. Uống thử miếng đi. Trời, tới nhà thờ rồi. Cha Nhân kìa. Cha Nhân đứng kìa. Để con lấy cái viết, con viết nha má. Viết tên má vô rồi. Đưa cho cha. À, ông chào cha. Ô trời ơi, gặp cha đây luôn. Dạ. Mình biết nhau thì hai bên quen biết nhau từ Việt Nam rồi. Dạ. Đây cảm ơn con chào ba. Dạ ba. Cha của mấy đứa nhỏ. Con biết. Sao mà bất ngờ cha dùng người quen của em. Dạ. Tôi cũng là lúc nãy quay là quay chút xíu, quay chút xíu. Dạ. Để con gửi. À, dạ má đào. Dạ. Ủa chết mô. Ủa chết mô. Cái bao thư bỏ quên trong xe. Các họ cần gặp các cha ngay bây giờ. Thứ tư là chuẩn bị sau lễ. Dạ sau lễ. Các họ cần gặp các cha ngay bây giờ. Cha cũng đồng tới.
cha cũng đồng tế luôn á cha. Con mẹ để quên con thư ở trong xe tiền á, cái chỗ mẹ ngồi á. Mấy xưa người bắt á. Ủa trời trời. Có đây rồi, có đây, đây rồi, có đây rồi. Trời ơi, hết hồn biết giết con ơi. Có rồi. Tìm hiểu thêm về những công việc
Chúa cùng anh chị em. Xin khi Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phép lại cho anh chị em. Anh đây đã xong anh chị em đi về thân. Cái của nào để chú chị chú nhập cái tài khoản. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cho nhân mình nha. Bây giờ mình đọc kinh Đức Mẹ. Có một cha nào lạ ghê, gửi cho cha thì cha lạ mà không biết cha đó. Hôm nay có ba cha đồng tính. Đây cha nè. Không. Cặp thơ kìa. Hôm nay ba cha mà hết hai cha lên đài của con rồi má. Cha Vinh Quế à. Cha Nhân á là ở Huế là có phỏng vấn cha. Rồi cha Andrew Nguyễn Dũng á cũng có lên. Nhiệm vụ của cha Nhân mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là cái quỹ á, cái quỹ của tám còn lại hôm bữa là 4.156 á. Có một người fan nhỏ của tám ở Thảo Nguyễn á, tên là Thảo Nguyễn, làm tròn cho là 5.000, làm tròn cái quỹ á thành 5.000 còn lại á nha. Rồi cảm ơn Thảo rất là nhiều. Và hôm bữa tám đã làm xong nhiệm vụ là giao cho trại Phong ở Quy Nhơn, chị Phương Nguyễn ở Maryland là 300 nè, rồi một chị fan của tám cho 200 cho Sơ Huệ Đinh để cho các em nhập học á, là đã làm xong nhiệm vụ rồi nè. Rồi nhiệm vụ đã xong là chị Michelle Hoàng gửi cho Sơ Lan 100, 150 cho bốn anh em khuyết tật nè, với là 100 cho cái gia đình mà ba anh em mà mất hai người còn lại người khuyết tật á, đó là 100 cho gia đình đó nữa. Rồi Michelle Hoàng cũng cho cha Dũng 200. Rồi có một người chị Ngọc ở San Jose 200 cho cha Dũng làm giếng cũng đưa rồi nè. Phương Nguyễn 100 cho cha Dũng cũng đưa rồi nè. Anh Phương 200 cho Nhật Hồng cũng đưa rồi nè. Chị Mai ở San Jose cho thai nhi 100 cũng đưa rồi nè. Cho Nhật Hồng 100 cũng đưa rồi nè. Tất cả những cái tiền này là tám đã gửi video riêng cho những ân nhân này. Tám gửi xong rồi mấy sơ mấy cha làm video á, là gửi riêng cho ân nhân coi riêng luôn. Ví dụ điển hình như một cái video nè. Đi cha gửi cho ông mẹ
đây là 3,5 triệu hết. Của cô Michelle Hoàng. Cô Michelle Hoàng, cô nhìn thấy cái video của cô Cam Thơ đó. Thành ra tức là qua cô Cam Thơ đó, cô gửi cho ông mẹ 150 đô để cho đổi tiền Việt đó là đây là 3,5 triệu đó. Triệu rưỡi gửi cho ông mẹ về để cháu để ông mẹ lo cho cả mấy cháu. Tôi sẽ chuyển lời cảm ơn cô Michelle Hoàng qua đến chỗ cô Cam Thơ đó. Trước hết là gia đình cũng cảm ơn cha làm một câu câu nối để xin cho và giúp đỡ cho gia đình. Sao mà người tấm lòng thân thiện đến cô. Còn nối để tấm lòng cao quý chia sẻ với gia đình. Để tuổi đời con là nuôi cháu được đoán mùa đó thì chưa tuổi chưa lên cùng 76 tuổi rồi. Nguyện vọng là nuôi cháu đến chưa mời tuổi đời là thôi. Cả chưa cắt bạc cháu còn qua tôi. Vậy thôi, chúc ông mời mẹ sức khỏe hí, đừng lo cho con cái. Đó là một cái video mà để làm chứng là Tám đã làm xong nhiệm vụ á, chứ mình không có đưa lên đây bởi vì là riêng mà, cho nên là chỉ gửi cho ân nhân nào gửi tiền là Tám gửi video là xong, là hoàn thành nhiệm vụ ha. Có một chị giấu tên gửi 200 cho gia đình mà có 3 đứa con mà 2 người mất còn một người con á. Đó, gia đình đó đó là 200 và tặng cho cha Đạt 100. Cha mà đưa tiền cho các trường hợp gia đình đó đó. Đó là Tám đã nói với Eric rồi. Để Eric sẽ gửi qua, rồi Tám sẽ gửi video cho chị giấu tên này. Trời ơi, nhiều quá, nhiều lúc á. Sao mà con nhớ hay thì cái phải ghi vô má. Đúng rồi, ghi vô. Ghi vô mà nhiều lúc còn lộn có ấy là ghi liền. Quá giỏi luôn. Vậy mà không mất ngủ lại thôi á. Cho má ra má mất ngủ khỏi ngủ rồi. Là này hồi xưa đâu biết làm. Xưa tính tiền lộn là nào cái này ở là làm từng cột tre nó khóc cũng chụp gì cái này gọi là năng lực sống còn lộn ta chửi sao đúng không lộn không có được, chắc chắn là không có được lộn rồi. Vì lại chắc Chúa cho con ha. Chứ làm sao mà con biết làm. Chúa giao cho con làm mấy này con, Chúa phải lo cho con chứ. Chứ tự nhiên Chúa để cho con lộn sần ầu lên làm sao mà con làm được. Một người này đưa người kia, người kia đưa người nào, biết đi cái nào biết đưa ai. Mà biết hôm qua con coi cái phim đó, không hiểu là sao. Cái phim đó là phim là con gì là nhớt thời gian. Thì có một thằng bố nó không có tin Chúa, nó dùng cái nhớt thời gian nó quay về lại thời Chúa còn sống á để giết Chúa. Thì là không cho Chúa chết trên ngày thập giá, giết trước luôn, có nghĩa là coi Chúa không sao. Thì có một thằng á là nó cũng chạy về để nó cứu Chúa, là cứu Chúa để Chúa phải chết trên cây thập giá. 3 ngày sau mới sống lại, không có được thay đổi lịch sử. Đó, thằng đó đấu cuối cùng là thằng nhỏ này nó thắng, là Chúa phải chết trên cây thập giá đem vô rồi 3 ngày sống lại, rồi nó dọc về rồi nó cứu cha mẹ nó, cũng là để lại giống như ngày xưa giờ. Còn thằng như là đạo bội, coi như là không tin Chúa, bạn muốn giết Chúa trước khi Chúa, mà cũng còn giết mình. Sao mà được? Sao mà ngược ý trời được? Không, như là nó muốn thay đổi là lịch sử ra. À, vậy hả? Nó muốn thay đổi mà, nó chỉ tin Thánh Ala thôi. Nhưng cuối cùng sao? Quay về thì đó thì là thằng nhỏ nó quay về nó
nó không cứu Chúa. Ai nói là vậy phải cứu Chúa đi, không Chúa phải chết trên cây thập giá mới đúng. Cuối cùng Chúa ba ngày sau Chúa sống lại. Má vô tay Chúa, má vô đứng coi mà không hiểu gì hết. Má về coi không hiểu gì hết. Tự nhiên từ thời Chúa quay qua thời hiện đại mà đâu có hiểu gì. Làm sao mà quay ngược thời gian được, chuyện không có. Phim nó nghĩ ra tưởng tượng quá trời, giàu trí tưởng tượng. Bây giờ cho các bạn nghe một bài hát tấm vừa mới thâu trong CD Thánh Ca nha. Cho nghe thử nha các bạn. Bài nghĩ là hát không được mà cuối cùng là hát ok cũng được. Các bạn nghe thử cái bài hát này nha. Đường con theo Chúa. Đường con theo Chúa, có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khổ dầm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo, con bước theo Ngài đường thập giá xa vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi. Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chan chứa, giúp con kiên trì khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng mến yêu không ngừng, giúp con vun trọn một niềm hiếu chung. Nghe xong bài hát là về tới nhà. Má nghe hát hay không má? Hay. Khi nào con đi mấy đi hát Houston đó hả má? Ừ. Ngày 17 con bay má. Mấy ngày về? À, 3 ngày má. 20 con về. Rồi má xuống xe nha. Ba bên ngoài. Ba con. Ủa ba. Gì vậy? Trời đất ơi. Quên rồi ba con. Đừng ghét nói, đừng ghét. Ủi mẹ. Xong, ngoại đã vô nhà. Anh nghe em hát ở đó làm sao? Hay. Lạ. Hay. Lạ. Xì tai mới luôn hả? Đó giờ em đâu có hát nhà, loại nhạc này đâu. Cái kiểu này là dân ca Bắc Bộ đúng không? Không phải. Ủa dân ca chứ không phải dân ca Bắc Bộ hả? Khác nữa, dân ca Bắc Bộ là khác nữa hả? Cái này là dân ca gì ta? Trung trung, trung trung. Nó luyến luyến nhiều ha. Bắc Bộ là phải ả ư nhiều. À, hiểu rồi. Rồi. Thấy em hát có ra tình cảm gì không? Đẹp có nè. Có tình cảm. Có tình cảm đẹp, đẹp mẹ. Ừ. Mẹ rồi Lê Quang, Lê Quang, Lê Quang khen là được rồi các bạn. Ai chê chê Lê Quang khen là được rồi. Khen chết. Bỏ đói. Bỏ đói không cho ăn cũng. Cho các bạn nghe nha. Bài này cũng mới thâu nè. Tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban,
nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con đem bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Rồi các bạn vừa nghe xong bài hát Tất cả là Hồng Ân, Tám mới thâu cho album nhạc thánh ca của Tám, gồm có 12 bài. Và đó là một trong những bài trong album thánh ca của Tám sắp sửa ra mắt. Các bạn hãy đón nghe và ủng hộ cho Tám nha. Thôi bây giờ Tám phải đi vào đây. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.